Chiều ngày 5 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét chỗ ở của Trần Anh Quân, sinh năm 1963, quyền trưởng phòng kiểm định xe cơ giới, Đặng Trần Khanh, sinh năm 1976, phó trưởng phòng phòng kiểm định xe cơ giới và Phạm Đức Ngọc sinh năm 1977, chuyên viên phòng kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam, cùng thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, về tội nhận hối lộ. Các quyết định trên được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Đến 17 giờ cùng ngày, Công an hoàn tất việc khám xét ở Cục Đăng kiểm Việt Nam trên đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh, thu giữ nhiều thùng tài liệu liên quan vụ án. Cùng thời điểm, Công an thành phố Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã có mặt tại trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam ở số 18 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để thực hiện lệnh khám xét. Đây là lần thứ hai công an khám xét nơi này. Theo điều tra ban đầu, công an thành phố Hồ Chí Minh xác định nhiều xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật nhưng vẫn được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới. Các trung tâm đăng kiểm ở các tỉnh Long An, Bến Tre, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Tiền Giang và thành phố Hồ Chí Minh khi kiểm định đã cố ý bỏ qua lỗi vi phạm của hơn 70.000 phương tiện giao thông, thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng. Công an cũng khởi tố hàng chục giám đốc, phó giám đốc và đăng kiểm viên của các trung tâm đăng kiểm về các tội môi giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ, giả mạo trong công tác. Hiện công an thành phố Hồ Chí Minh đang thu thập tài liệu chứng cứ để mở rộng điều tra.